UAE vừa công bố kết quả thăm dò sao Hỏa, làm bất ngờ các nhà khoa học bởi nồng độ oxy trong khí quyển hành tinh đỏ cao hơn dự kiến. Thông báo được đưa ra bởi tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum, phó tổng thống, thủ tướng UAE, đồng thời là người trị vì Dubai, chia sẻ tấm ảnh chụp sao Hỏa mới được thực hiện bởi tàu thăm dò Hope. Tin vui của dự án sứ mệnh Emirates Mars không chỉ dừng lại ở tấm ảnh gửi về từ vũ trụ mà còn ở lượng oxy cao hơn dự kiến có trong bầu khí quyển của sao Hỏa, cùng nhiều dữ liệu thú vị khác. UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên phóng tàu thăm dò tới sao Hỏa, mở đầu chuỗi một loạt các sứ mệnh không gian tương lai khác. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE đã bắt đầu gửi dữ liệu tàu Hope thu được tới các viện nghiên cứu khoa học khắp thế giới. Sứ mệnh của tàu Hope là nghiên cứu tầng khí quyển trên và dưới của sao Hỏa. Trong thời gian tới, UAE sẽ tiếp tục công bố những phát hiện tàu Hope có được. Hiện tại, cộng đồng nghiên cứu và những người yêu thích khoa học vẫn sẽ vui lòng phân tích hàng ngàn tấm ảnh mà tàu Hope gửi về, với mong muốn giúp nhân loại hiểu hơn về bề mặt sao Hỏa. Sau khi ổn định trong quỹ đạo quanh sao Hỏa hôm 9 tháng 2, tàu thăm dò bắt đầu khảo sát nồng độ các khí hiện hữu trong những tầng cao của bầu khí quyển sao Hỏa. Không khí ở khu vực này bao gồm hydro, oxy và carbon monoxide. Và lượng nguyên tử oxy và carbon monoxide cao hơn dự kiến, khiến cho các nhà nghiên cứu bất ngờ. Theo Hesser Almat Rossi, nhà nghiên cứu chỉ đạo dự án nghiên cứu sao Hỏa hiện hành của cơ quan vũ trụ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE, SA cho biết. Những quan sát mới bao gồm phát hiện không ai ngờ tới, chúng tôi tin rằng nó sẽ có ảnh hưởng tới cách dựng mô hình sao Hỏa của chúng ta hiện tại, theo đó là thay đổi cách ta hiểu về hành vi của bầu khí quyển sao Hỏa. Đơn giản là chúng tôi không lường trước được việc chứng kiến một cấu trúc có quy mô và độ phức tạp cao đến vậy. Tấm ảnh đầu tiên được tàu Hope gửi về. Tàu thăm dò Hope liên tục gửi về những tấm ảnh ấn tượng trong chuyến du hành quanh sao Hỏa. Quang phổ kế hồng ngoại trục sao Hỏa từ độ cao 25.000 km. Hình trên cho thấy nhiệt độ khí quyển sao Hỏa, hình dưới cho thấy nhiệt độ bề mặt hành tinh đỏ. Khoảng lạnh lớn xuất hiện trên sao Hỏa gây ra bởi bụi phủ kín một vùng trời. Thiết bị Exploration chụp lại những tấm ảnh dưới đây. Khoảng trắng ở cực chính là lớp băng dày. Khu vực hố Cerberus, nơi thường xuyên xảy ra những vụ động sao Hỏa. Ánh hồng gây ra bởi mặt trời trên bề mặt sao Hỏa. Vùng sáng chói là phần sao Hỏa đang chìm vào bóng đêm. Vùng tối màu là nơi sao Hỏa đang ngắm một bầu trời sao lộng lẫy. Các quan sát đã làm xáo trộn định kiến của các nhà khoa học về sự phân bố của ánh sáng cực tím phát ra từ tầng cao của bầu khí quyển của sao Hỏa, cho thấy các cấu trúc rộng lớn ở một dải bước sóng cho thấy sự biến đổi mật độ oxy nguyên tử cao hơn dự kiến và chỉ ra mức độ hỗn loạn khí quyển bất thường. Được chụp vào thời điểm sao Hỏa ở gần điểm cận nhất của quỹ đạo, tức xa nhất so với mặt trời và khi hoạt động của mặt trời ở mức thấp, những bức ảnh nổi bật và đáng chú ý nhất là sự phát xạ từ oxy ở bước sóng 130,4 nanomet. Theo Justin Dagen, phó trưởng ban khoa học sứ mệnh Emirates Mars cho biết, chúng tôi đã dự kiến sẽ quan sát thấy sự phát xạ tương đối đồng đều từ oxy ở 130,4 nanomet trên khắp hành tinh. Nhưng chúng tôi đang ở đây, phải đối mặt với những biến thể chưa được dự đoán của độ sáng từ 50% trở lên. Nhóm khoa học hiện đang tinh chỉnh các mô hình của họ để đưa ra cách giải thích rõ ràng về những phát hiện này. Thật thú vị khi được thử thách theo cách này, đây chính xác là loại khoa học mà sứ mệnh được thiết kế để theo đuổi. Sứ mệnh sao Hỏa của Emirates đang nghiên cứu mối quan hệ giữa lớp trên và vùng dưới của khí quyển sao Hỏa, giúp cộng đồng khoa học quốc tế có thể tiếp cận đầy đủ với cái nhìn tổng thể về bầu khí quyển sao Hỏa tại các thời điểm khác nhau trong ngày, qua các mùa khác nhau. Tàu thăm dò Hope của sứ mệnh đang đi theo quỹ đạo khoa học hình elip dài 20.000 đến 43.000 km theo kế hoạch của nó, với độ nghiêng so với sao Hỏa là 25 độ, mang lại cho nó khả năng độc đáo để hoàn thành một quỹ đạo của hành tinh này sau mỗi 55 giờ, và thu thập mẫu dữ liệu hành tinh đầy đủ sau mỗi 9 ngày trong suốt sứ mệnh một năm sao Hỏa, tức 2 năm trái đất để lập bản đồ động lực học khí quyển của sao Hỏa.
phát hiện mới vừa giúp giới khoa học hiểu hơn về quá khứ, hiện tại và cả tương lai sao Hỏa, xây dựng được một mô hình sao Hỏa chính xác hơn, đồng thời tìm hiểu về sự sống cổ đại đã có thể hình thành trên một hành tinh từng có nước. Sứ mệnh sao Hỏa của Emirates không chỉ thực hiện trên danh nghĩa trên tất cả các lĩnh vực, mà còn vượt quá hiệu suất dự kiến, bao gồm một loạt các hoạt động và giải phóng các nguồn lực có giá trị để thực hiện các quan sát bổ sung. Sao Hỏa đã từng ấm áp và có nhiều mưa. Nhờ dữ liệu từ máy quang phổ Prism của NASA và tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity, các nhà khoa học có một ý tưởng rõ hơn về những loại khoáng chất có trong đất sao Hỏa. Bên cạnh đó, sử dụng các khu vực khác nhau trên trái đất làm chất tương tự, các nhà khoa học có thể quan sát các điều kiện gây ra các mô hình lắng đọng khoáng chất tương tự trên hành tinh của chúng ta, và cho rằng khí hậu tương tự cũng chịu trách nhiệm cho sự hình thành của chúng trên sao Hỏa. Giáo sư Brian E. Hogan từ Đại học Purdue trong một hội nghị ở Tây Ban Nha, gần đây đã công bố những phát hiện trong nỗ lực nghiên cứu mới nhằm so sánh giữa khí hậu của trái đất ngày nay với sao Hỏa cổ đại. Nghiên cứu của chúng tôi về thời tiết trong các điều kiện khí hậu hoàn toàn khác nhau như Cascades, Oregon, Hawaii, Iceland và các nơi khác trên trái đất có thể cho chúng ta thấy khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến mô hình lắng đọng khoáng chất như chúng ta thấy trên sao Hỏa. Điều này khiến chúng ta tin rằng, trên sao Hỏa từ 3 đến 4 tỷ năm trước có xu hướng từ ấm đến lạnh, với thời gian tan băng và đóng băng. Nghiên cứu đi sâu vào các sắc thái của các mỏ khoáng chất khác nhau mà các nhà khoa học tin rằng, nó gợi ý về việc làm tan băng. Điều này cho thấy, hành tinh đỏ này có một số thăng trầm liên quan đến nhiệt độ, với thời kỳ ấm áp đặc trưng bởi những cơn mưa thường xuyên và sau đó là thời kỳ lạnh hơn, nơi mọi thứ đều bị đóng băng. Sao Hỏa ngày nay lạnh lẽo hơn rất nhiều so với trái đất, và điều đó phần lớn là do bầu khí quyển của hành tinh này đã gần như bị tước bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, hàng tỷ năm trước, hành tinh này được cho là có bầu không khí mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên sẽ hỗ trợ cho việc giữ nhiệt trên bề mặt.